Chào tất cả các bác ngày hôm nay nha. Hôm nay em lại lên phiên mới các bác nhé. Hôm qua em bán đã hết sạch rồi, nên ngày mai là em bắt đầu chốt đơn là gửi hàng cho các bác rồi nha. Đó, bác nào mà chốt đơn thì các bác cứ gom đơn, gộp đơn. Hoặc là sáng nay với lại chiều nay em cũng bán tiếp này. Rồi mai em sẽ gửi hàng cho các bác. Đây, nguyên bản như thế này. Gửi thì gửi ship chậm thôi, tại vì giờ không phải là Tết mà. Gửi ship chậm, cây nó cũng tươi bình thường thôi các bác nhé. Đây, một này, một khúc một hai cây, rất là đẹp luôn. Đó, cái thứ hai này, còn cái đẹp luôn nha các bác nhé. Hoàng lá mít, hoàng nhạn này. Cái thứ ba này, đó. Thế tháng này là tháng sau là các bác có thể chơi mấy cây hoàng nhạn này. Đó, nói chung là tháng tư đi, tháng tư dương này. Đây, đơn này bán giá là 300k, đây là hình đầu tiên nha. Cực kỳ đẹp luôn, cây to. Tiếp tục là hình thứ hai này. Hình thứ hai là hàng cây mà một khúc nguyên bản mà được nhiều cây nhá. Rất là đẹp luôn này các bác này. Đó, hàng này là lá rụt rịt. Đơn này là toàn cây rụt rịt nhá. Kèm theo một con trâu lá mít này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, khúc này em bán giá 250k thôi nha. 250k khúc này. Đây là lô 2. Rồi lô 3 này. Lô 3, 1 này. 2 này. 3 này. Và 4. 4 khúc này. Đơn này em bán giá 200k. Hình số 3. Rồi hình số 4 này. Hình số 4. Cây cũng to nha. Đây, 1 này. Cây rụt rịt cực kỳ đẹp luôn này. 2 này. 3 này. Đó, toàn cây to luôn các bác nhá. Rồi 4. 4 cây này kèm theo một con trâu này nữa nhá. Đó, 4 cây hoàng nhạn này, rất là đẹp luôn. Bữa nay toàn hàng đẹp luôn các bác nhá. Đây, đơn này em bán giá là 300k tiếp này. Đây là hình số 4, hình số 5. Hình số 5 này. 1 này, cây to luôn. 2 này. Nói chung cả to cả nhỏ nhá. Mấy cây này cây nhỏ như vậy thì giờ cho ra hoa hết rồi, ngầu hoa củ của nó này. 3 này. Cây này có 2 cây luôn. Lá mít cực kỳ đẹp luôn này. 4 này. Và 5. 5 cây. Đó, đơn này bán giá là 250k. Hình số 5 nha, 250k này. Tiếp tục cái hình số 6, toàn cây trâu mít này, 1 này. 2 này. 3 này, lá mít cực kỳ đẹp luôn. 4 này. Và 5. 5 khúc trâu này, đơn này bán giá 250 các bác nhá, 250 toàn lá mít. Bông của nó này cực kỳ thơm luôn. Hình số 6. Rồi hình số 7. 1 này. 2 này. 3 này. Còn cái đẹp luôn. 4 này. Đó. 4 cây. Năm vừa rồi cây này có quả này, quả còn tươi luôn. Đây. Đây này bán giá 200k này. Em chỉ biết hoàng nhạn tháng mấy nhá. Tháng 4 hay là tháng 8, đây còn mới luôn này, quả của nó còn mới luôn này. Đó. Đây là hình số 7. 7. Tiếp tục là hình số 8. Hình số 8 cây nhạn to nữa, 1 này. 2. 3, 4, 5, 5 cây nhạn hoàng nhạn to đều nhau, 300k này. Số 8, số 9. 1, 2, 3, 4 và 5. Có cây này cây to, đơn này bán giá 200k. Đó, 200k nha các bác nhé. Đây là hình 9 và hình 10. Hình 10 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 8 cây. 8 cây hoàng nhạn cực kỳ đẹp luôn. Đơn này bán giá 250 này. 8 cây rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó. Hình số 10. Hình 11. Có cây trậu mít, một cây to này. Đó. Cây rất là đẹp. Cái mít thứ hai có một khúc mà 3 cây nó dính liền nhau. Đó. Khúc 3 cây nó dính liền nhau nhé. Khúc 3 cây dính liền nhau này. Là mít 200k đơn cuối cùng. Đó. Trưa nay em có một số mặt hàng đó thôi. Còn bác nào chốt thì cứ chốt rồi nhắn tin hoặc là gọi điện cho em. Để em chốt đơn, em gộp, em để đó. Rồi tối hoặc là mai em đóng hàng sớm cho các bác, em gửi cho các bác nhé. Em chào tất cả các bác, chúc các bác buổi sáng trưa vui vẻ nhé.